Mỗi một quốc gia hay một vùng đất nào đó đều có những tập tục đặc biệt được nhân dân trong vùng lưu truyền và gìn giữ. Có nhiều tập tục thể hiện nét văn hóa riêng biệt, bản sắc dân tộc, nhưng có những tập tục lại trở thành hủ tục, phản văn hóa. Có khá nhiều phong tục tập quán kỳ lạ về hôn nhân ở nhiều bộ tộc, vùng miền trên thế giới. Tại Guyana, một quốc gia thuộc Nam Mỹ, các cô dâu mới về nhà chồng buộc phải đối mặt với một tập tục vô cùng kỳ quái. Đó là ngoài chú rể ra, tất cả những người đàn ông trong gia đình anh ta đều có quyền làm chuyện đó với cô dâu. Điều đó có nghĩa, chỉ cần sau đêm động phòng thì cô dâu đã trở thành quà chung của tất cả đàn ông trong gia đình người chồng mình. Chuyện này chỉ kết thúc cho tới khi cô dâu mới này sinh đứa con đầu tiên. Sau khi sinh đứa con đầu tiên thì người vợ sẽ không phải quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào trong gia đình nữa ngoài chồng mình. Bởi theo quan niệm của người Guyana thì việc có con khẳng định người vợ này thuộc sở hữu riêng của người chồng. Cũng phong tục truyền thống, một số bộ tộc ở các quốc gia Nam Mỹ như người Kengen ở Brazil và người Siriono ở Bolivia cho phép cặp vợ chồng có quyền làm chuyện đó với anh, chị, em ruột của bạn đời. Điều này nghĩa là người chồng có thể công khai làm chuyện đó với chị, em gái của vợ và người vợ có thể quan hệ với anh, em trai của chồng. Những bộ tộc này cho rằng việc đó với người thân của bạn đời sẽ thắt chặt thêm tình cảm giữa anh, chị em trong gia đình. Khác với các bộ tộc tại Guyana, việc chung vợ chung chồng này kéo dài đến tận hết cuộc đời của những người ở bộ tộc Kengen. Thậm chí bộ tộc này còn duy trì hoạt động tình dục tập thể vì họ cho rằng việc này sẽ gắn kết tình thân thiết của những người cùng dòng họ. Do việc xác định sở hữu riêng người vợ chỉ khi nào cô ta sinh đứa con đầu tiên, nhưng ít người đàn ông Guyana nào có thể khẳng định đứa con mà vợ mình đẻ ra là con mình. Chính vì thế, chắc hẳn gia tộc này sẽ rất đau đầu để xác định xem người cha đích thực đứa con do cô dâu này sinh ra là ai. Tuy nhiên, do quan niệm này đã đi sâu vào trong tiềm thức của người Guyana nên vấn đề đứa con đầu tiên là của ai không còn quan trọng. Tương tự vì phong tục kỳ quặc này mà trong gia đình của người Kengen sẽ có những đứa con cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Mối quan hệ nhập nhằng này được duy trì khá lâu và đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại. Chính việc này gây ra nhiều vấn đề về bệnh tật lây nhiễm trong cộng đồng người Kengen. May mắn rằng với sự tiếp cận của nhiều tổ chức y tế, vấn đề sinh hoạt tình dục tập thể lẫn lộn ở bộ tộc này đã được hạn chế rất nhiều. Mặc dù đến ngày nay, những tập tục này phần nào được hạn chế, nhưng nó vẫn còn tồn tại ở khá nhiều bộ tộc tại Nam Mỹ